bây giờ con sẽ gắn lông mi giả cho ba. Trời ơi, sao lông mi của ba dài dữ vậy? Trời ơi, sao tóc ba dài vậy? Hey, trời ơi, con làm cái gì vậy? Nhìn ba không ra luôn nè. Con cài tóc cho ba. À, cài con bướm. Thiên Channel. Hôm nay là sinh nhật của con. Ba hứa là ba sẽ để cho con làm đẹp cho ba, y chang làm đẹp cho mẹ. Ba nhớ không? Hả? Con định trang điểm, sơn móng tay, làm tóc, đắp mặt nạ cho ba hả? Thôi thôi, làm ít thôi nha. Dạ, ba tuyệt vời quá. Ba hứa mà ba giữ lời luôn nè. Rồi, ba vô đây, con thay đồ cho ba nha. Thôi được, đồ này được rồi. Không, mẹ đâu có mặc cái áo màu trắng này. Mà mặc áo màu khác. Thôi thôi thôi, thay đi. Màu đỏ nè, rồi còn cái dây đeo á là màu hồng đi. Trời ơi, có ai đàn ông mà quấn cái dây màu hồng không? Ba đừng tính ba là ba nữa, ba là đang là mẹ mà. Rồi, ba mang đôi dép này đi, có bông hoa cho đẹp nè. Còn cái áo thì phải có trang trí gì nữa chứ. Trời ơi, làm vừa vừa thôi thôi cái chữ được rồi con. Để người ta nói ba giống con gái. Thì ba đang giống giả là mẹ mà. Rồi, bây giờ con sẽ trang điểm cho ba nha. Con trang điểm sao cho nhìn giống ba nha. Không, con sẽ trang điểm cho giống mẹ. Trời ơi, ba coi kìa. Đầu tiên á, con phải cắt lông mũi cho ba. Trời ơi, nhẹ thôi. Còn một bên nữa kìa. Nhẹ. Rồi, ngoáy lỗ tai cho ba nữa. Đầu tiên mình phải sạch sẽ chứ. Cái này là ba cũng phải làm nữa chứ đừng nói chi là mẹ nha. Rồi, ba biết rồi. Rồi, xong chưa? Chưa có xong, mình chưa trang điểm mà. Bây giờ con đánh phấn và đánh má hồng cho ba. Đánh phấn cho ba nè, cho da ba được đẹp. Rồi, bây giờ đánh má hồng. Hồng cỡ này được chưa ta? Thôi, hồng đậm đi cho đẹp. Rồi, mình sẽ dán sticker lên mặt nữa. Đây là một nàng công chúa. Hay là sticker này đi. Trời ơi, cái này đẹp á. Rồi, mình sẽ làm ngôi sao nữa. Ngôi sao màu tím. Ở đây có rất là nhiều màu luôn. Hay là màu xanh ta, màu xanh này đi. Màu xanh. Màu vàng, màu cam. Ơi, cái bông này được nè. Thôi, lấy cái bông này đi ba. Trời ơi, sao nhìn tôi giống con gái quá vậy. Rồi, bây giờ con sẽ làm mắt cho ba nữa. Trang điểm mắt nha. Ba phải nhắm mắt lại. Ai con sẽ tô mắt cho ba nè. Ôi trời ơi, có ai đàn ông mà làm như ba không vậy? Ba đang đóng làm mẹ mà. Ba ngồi im, ba đừng có nói hoài, con trang điểm xấu bây giờ. Rồi, bây giờ con sẽ gắn lông mi giả cho ba. Trời ơi, sao lông mi của ba dài dữ vậy? Đây là lông mi giả mà, lông mi giả này nó dài lắm. Để anh kiếm màu nào cho đẹp nha. Màu xanh với màu vàng luôn hả? Ui, cái này lấp lánh nè. Cái này được á. Trời ơi, sao nhìn ghê quá. Con thấy đẹp mà ba. Rồi, bây giờ sơn môi. Thôi, con đừng sơn môi. Ba thấy gì được lắm rồi, ba năn nỉ đó. Rồi, vậy thôi con tạm thời tha cho ba đó. Bây giờ con sẽ làm tóc cho ba. Hả? Còn chưa tha cho ba nữa hả? Thì ba xinh quá nên con tẩy trang, xóa hết trang điểm cho ba rồi. Bây giờ phải làm tóc chứ. Nhớ làm xong phải trả về như cũ nha. Dạ, con hứa mà. Rồi, bây giờ ba ngồi im, con sẽ gội đầu nè. Ngồi im. Gội đầu nè. Rồi, có bọt xà phòng rồi, bây giờ con sẽ xả nước. Con nhớ đó, làm cái gì xong hồi phải trả lại như cũ cho ba đó. Để lỡ có khách tới người ta nhìn ba, người ta cười che ba đó. Dạ, con biết rồi. Con chỉ làm vui thôi mà. Rồi, để con sấy khô tóc cho ba nè. Xong rồi. Bây giờ con sẽ làm tóc cho ba nha. Ba ngồi im đi, con sẽ có cái máy hấp này, con sẽ hấp cho ba. Hả? Trời ơi, sao tóc ba dài vậy? Mẹ ơi, tóc này dài quá, mẹ ơi. Hey, trời ơi, con làm cái gì vậy? Nhìn ba không ra luôn nè. Con cài tóc cho ba. Cài con bướm. Hay là chiếc lá. Hay là bông hoa. Hay là có cái nơ nữa nè, nơ màu xanh. Bông hoa màu đỏ. Hay là một chiếc nơ màu đỏ ta. Thôi, bông hoa màu đỏ đi. Ngoài ra con còn có mua tóc giả nữa đó. Hả? Tóc này còn chưa đủ hay sao còn tóc giả?
Đây nè, tóc giả mà chỉ có một sợi thôi. À, nó có nhiều màu sắc lắm. Trời, nhìn ba giống con gái quá. Ba thiệt là xinh gái. Hồi nãy ba mà chịu để cái lớp trang điểm nó là đẹp biết bao nhiêu, tự nhiên ba đòi xóa. Rồi xong rồi. Rồi được chưa, phá tóc đi. Không, bây giờ phải làm móng tay nữa. Sau đó mình sẽ đi trang trí cái thông Noel. Hả, Noel qua rồi còn trang trí gì nữa? Nhưng mà con muốn làm mà. Rồi thôi, bây giờ làm móng tay nhanh nhanh đi. Ba còn phải đi làm việc nữa đó. Trời, ba mới ngồi có xíu mà. Rồi bây giờ con sẽ tỉa móng tay cho ba trước nha. Móng tay ba có nhiều lớp dư quá. Đây, con sẽ tỉa cho nó sập. Rồi, bây giờ con sẽ dũa cho nó bằng phẳng lại. Đây, ngón cái nè. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Ngón giữa chưa xong kìa. Ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Đây, trời ơi, người phụ nữ không có ai mà có lông tay nhiều như vậy á. Ba đợi con xíu, con sẽ swatch lông cho ba. Hả? Cái chất này nhìn nó dính chắc là đau lắm á. Không đau đâu mà. Đây, con sẽ làm hai bên luôn. Tay phụ nữ đâu ai mà có lông chỗ này chứ. Rồi, con sẽ dán một miếng dán lên nha. Để khô lại mình giật ra lông nó mới đi theo. Hả? Vậy chắc đau lắm á. Không đau đâu mà. Rồi, xong rồi. Ui, nó khô rồi kìa. Bây giờ con sẽ giật ra nè. 1, 2, 3. À, trời ơi, đau quá. Rồi, con nhỡ mấy cái này. À, không được, đau quá. Từ. đợi xíu, tí hay gỡ, ba đau quá. À, vậy thôi, con sẽ dán tích cơ lên cái tay này cho ba trước. Tay phụ nữ phải đẹp như vậy chứ, phải mịn màng như thế này, không có lông. Rồi, giờ con sơn móng tay cho ba nha. Thôi, đừng có sơn. Tay ba thích màu này hơn. Vậy thôi, con sẽ làm cái tích cơ lên tay ba nha. Hình tích cơ con mèo, con mèo đen. À, thôi vậy cũng được. Được rồi. Đây. Rồi, con sẽ nhổ bên kia nha. Ngồi im. À, đau quá. Trời. Con swatch lông thiệt là đau. Đây, bây giờ mình đi trang trí Noel thôi. À, cây thông nhà mình á, có nhiều con nít cho nên mình sẽ treo những trái cây. Chùm nho nè, chùm nho to, chùm nho vừa và chùm nho nhỏ. Sau đó là đến những quả táo. Những quả táo nè, rồi còn có cây kem nữa. Cây kem to, cây kem vừa và cây kem nhỏ. Được chưa nào? Con mới mua chuối, trái kiwi và quả dừa nè. Hả? Quả dừa cũng treo lên luôn hả? Dạ, như vậy mới lạ chứ. Đó, mình treo lên. Và cuối cùng là quả chuối nè. Banana, treo lên. Banana đâu rồi? Đây, chỗ này. Xong. Ba ơi, mình làm lại đi ba. Mình treo rau đi. Đây là bông cải xanh nè. Bông cải xanh. Đây, đây là những cây nấm nè. Cây nấm thiệt là đáng yêu. Và cuối cùng là những quả dừa. Quả dừa treo đâu cho đúng đây? Đó, phải đúng kích thước nó mới móc vô được. Xong. Mệt rồi. Thôi bây giờ mình trang trí lần cuối đi. Đây nè, những quả cam, quả chanh và củ hành tây nữa. Mình chưa trang trí những cái trái này bao giờ. Rồi được rồi, bây giờ ba sẽ trang trí lên đây. Rồi còn những quả chanh. Trời ơi, nhìn thấy chanh là thấy chua rồi. Treo lên.
video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.